Xúc động câu chuyện người yêu đã mất vẫn muốn an ủi bạn gái mỗi ngày bằng cuốn sổ anh để lại. Ngày anh nhận được tin bản thân chỉ còn có thể tiếp tục cuộc sống này thêm 3 tháng nữa vì căn bệnh ung thư tuyến tụy hoành hành. Anh đã cố giữ lấy cơn đau cho riêng mình để viết và viết rất nhiều điều gửi đến người yêu. Vì dường như anh biết rằng nỗi đau nhất thời hôm nay của anh làm sao bằng được nỗi đau âm ỉ của những người ở lại trong ngày mà anh rời bỏ thế giới này. Trong tất cả những dòng như anh để lại, có một tập giấy ghi chú nhỏ nhỏ với lời dặn dò, khi nào buồn thì lấy ra đọc nha. Và bên trong là những lời động viên an ủi cô gái người yêu của anh phải mạnh mẽ, không được buồn vì anh vẫn mãi ở bên cạnh để che chở cho em. Những câu nói ngô nghê vụng về mà vô cùng đáng yêu của một anh người yêu làm bộ đội khiến cô gái đọc lại bất giác nở một nụ cười, như thể chàng trai đang thật sự ở cạnh bên và xoa dịu tâm hồn cho cô gái. Nhưng rồi càng đọc, nước mắt lại càng tuôn rơi. Hôm nay ngày gì, dám làm em buồn, anh không thể ôm em được nữa. Bao nhiêu lời động viên, bao nhiêu tiếng yêu em, chỉ để đến cuối cùng. Chàng trai gửi gắm lại một câu khiến cho người ta đau đến nhói lòng, anh xin lỗi. Cộng đồng mạng đã không khỏi xúc động, nhiều người trong đó còn không kìm được nước mắt sau khi đọc cùng với cô gái những lời động viên của anh người yêu đã mất. Một vài chia sẻ được mọi người để lại. Không biết bây giờ điều gì mới có thể giúp chị xoa dịu được nỗi đau trong lòng. Thật tâm em mong chị, dù chỉ là một chút ít nhỏ nhoi, nhưng cũng phải cố gắng bình yên nửa cuộc đời về sau. Ôm chị thiệt nhiều nhé. Tôi đã khóc vì câu chuyện của người khác. Anh chỉ đi trước một bước để sắp xếp lại ngôi nhà trong kiếp sau của hai người mà thôi. Dù đoạn đường không anh có khó khăn thế nào, vẫn mong chị mãi về sau vẫn luôn an yên và hạnh phúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.